Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để thông báo cho các bạn là trên sàn Bybit, hôm trước thì mình đã hướng dẫn với các bạn trade cái đồng CMP, dự án trade CMP đây. Hôm trước thì bạn nào trade theo mình cái dự án này chia sẻ 90.000 đô la thì các bạn check tài khoản của mình nhé. Cái lúc mình đăng bài là mình chưa có trade luôn mọi người nhé. Đăng bài xong, đăng bài lên group xong thì mới vào trade đấy. Đấy, còn mua, còn bán, còn chuyển từ chuyển chuyển tiền từ cái nhóm này, từ cái sàn này sang sàn này thì mới mới bắt đầu mua đó, mới bắt đầu trade đấy. Cho nên là chắc là mọi người làm theo mình mà thấy cái bài này mà là trade luôn là vẫn còn được slot. Mỗi slot thì khoảng 27 đô la trở lên. Tiếp theo nữa là mình thấy ở trong cái Bybit ấy có cái dự án OKG. OKG. Đấy, đây Bybit OKG. Bạn nào mà làm theo mình cái dự án Bybit OKG chia sẻ 180.000 này thì cũng thấy nó về rồi nhá mọi người nhá. Đấy, thấy nó về rồi. Mình thì hình như là không trúng hay sao, chả thấy về. Đây. Có 1.050 slot thôi, chắc là mình không thuộc cái slot này nên không về. Nhưng mà một số bạn về nhá, một số bạn có về ở ví đấy. Mọi người vào đây sau check cái phần asset này. Spot spot. Các bạn vào phần history. Mọi người ấn vào tớ ADR. Đây. Mình thấy là nó về IROP này, 200 cái CMP, 15 đô cái USDT IROP cũng không biết là IROP gì luôn. Tiếp theo nữa là 5 đô IROP gì cũng không biết luôn. Nhưng mà về hôm nay đúng là 20 tháng 10. 21 tức là 10 hôm qua chứ nhỉ. Thế hôm qua không có check. Hôm qua không có check ví. Đấy, nói chung cũng được khoảng 450 đô nếu mà ba dự án này. Đấy thì xong cái thông báo này thì mình thông báo một cái nữa là phần Low Spa ở trên sàn Bybit ấy. Hôm trước thì mình cũng đã đăng lên kênh của mình rồi đấy. Đây, chương trình Low Spa. Để mọi người ấn luôn. Đây. Đấy, ai mà tham gia Low Spa của cái dự án ESNC thì chúng ta sẽ lên chuẩn bị USDT bit để snapshot là ngày mai này. Đấy, mình thông báo đây rồi. Thì hôm nay thì đã đến cái thời gian để mà gì nhỉ? Ấn. Nếu mà các bạn nhé, nếu mà các bạn hồi còn 5 giờ nữa là kết thúc nha, các bạn vào ấn đi. Đấy. Khoảng 6 7 giờ là nó lít đấy, là nó trả đấy. Cái phần bit này nhá, thì các bạn hồi càng nhiều thì các bạn sẽ được chia sẻ càng nhiều nhá. Hồi càng nhiều các bạn sẽ chia sẻ càng nhiều. Trong tổng số 6 triệu 020 nghìn này. Đấy. Còn nếu mà bên này thì là may mắn, bên này thì là gọi là phổ thông. Các bạn đăng ký và nó sẽ chia sẻ vé nhé. 9.246. Tổng cộng là 920.600 USDT. ENS là khoảng 2 triệu 580.000. Có 9.000 bạn tham gia. Bên này có 11.000. Bên này nhiều hơn. Nhưng mà nó cũng chia sẻ nhiều hơn. Bên này là các bạn hô càng nhiều bit thì nó sẽ chia sẻ càng nhiều. Đấy, mấy cái dự án hôm trước thì mình thấy được 6 đến 10 đô. Nếu các bạn hô khoảng 1.000 bit trở lên. Đấy, có hôm thì được 4 5 đô, có hôm được 6 7 đô nhá. Đấy thi thoảng nó cho mình cũng không mất là cái gì cả. Mình cứ để bit ở đấy thôi, hô bit ở đấy và đến giờ mình ấn vào đây để join. Nếu các bạn hô bit thì các bạn ấn vào đây. Ấn vào commit now. Ấn mark lên, sau ấn vào commit nhá. Tiếp theo nếu mà các bạn hô ở bên này thì mọi người sẽ ấn vào đây. Ấn vào commit now. Đấy. Nhưng ở đây thì mình có hold là 1.849 bit này. Đấy thì mình đã ấn commit now rồi. Đấy, còn ở bên này thì các bạn sẽ phải hold 100 đô la trong vòng 5 giây đấy. Nếu các bạn đủ điều kiện thì các bạn đã ấn vào thôi nhé. Mỗi bạn sẽ nhận được 200 ESNC khi mà trúng. Cái giá bán của nó là bao nhiêu nhỉ? Vừa mới đọc ở đâu đây thôi. Đây. 0,035 đấy. 0,035 mà mỗi vé là được bao nhiêu? 2 à? 200. Đấy thế thôi, đấy là mình muốn thông báo cho các bạn thế thôi. Cái này là cái gì đây? Chia sẻ và ơn à, giới thiệu bạn bè. Cái này giới thiệu bạn bè thôi. User Central.
Cái này là lau spa, cái này là lau spa. Mình đang cược cái này này. Rồi ok, thì mình làm cái video để thông báo cho các bạn một số iRob đã về ở trên sàn Bybit cũng như là tham gia chương trình lau spa ở trên sàn Bybit nhá. Thì bạn nào mà làm theo mình hay hay ba cái dự án này thì các bạn check ví nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Các bạn nhớ theo dõi kênh Telegram của mình, tại vì bên này ấy, thì mình đăng đăng cái thông tin sớm nhất là mình đăng lên đây. Sau đấy những cái video, những cái dự án nào mà khó quá hoặc là yêu cầu hướng dẫn ấy, thì mình mới đăng lên Facebook, đăng lên YouTube. Vì thế cho nên là mọi người nhớ theo dõi kênh Telegram nhé, là mình update nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé.